Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, Thượng Phụ Hồ thực hiện cú lừa xuyên thế kỷ. Học sinh được xem là thế hệ măng non, là thế hệ tương lai của đất nước. Nếu được tiếp nhận một nền giáo dục đúng đắn thì sau khi trưởng thành, những học sinh ấy sẽ trở thành những trí thức có chất lượng. Những trí thức ấy cùng với một thể chế chính trị dân chủ mới có khả năng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển. Như vậy, đất nước mới có thể sánh vai được với các cường quốc Nam Châu hay không thì phụ thuộc vào chính sách và triết lý giáo dục của những người nắm quyền điều hành của đất nước, chứ không phải phụ thuộc vào học sinh. Lá thư của ông Hồ gửi cho học sinh vào năm 1945, trong đó ông đặt trách nhiệm sánh vai cùng cường quốc Nam Châu lên vai những trẻ em ăn chưa no, lo chưa tới. Học sinh chỉ là nguyên liệu, còn chính sách mới là phương pháp để làm ra các loại bánh. Chính sách tồi thì làm ra bánh sẽ bị khét, bị hư, không thể dùng được. Chính sách đúng đắn thì làm ra những chiếc bánh thơm ngon, bổ dưỡng và hấp dẫn. Ông Hồ viết trong thư gửi học sinh ngày khai trường vào năm 1945 đã nói rằng non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ông đã đặt sai khi đặt nhiệm vụ lớn lao đó lên vai những người chưa no, lo chưa tới. Nhiệm vụ đó phải do những kẻ nắm quyền, những kẻ có thể quyết định chính sách giáo dục gánh vác, chứ không phải đặt lên vai các em học sinh đang còn thơ dại. Chính vì cái sai này mà đã 79 năm nay, Việt Nam vẫn lẹt đẹt dưới đáy của thế giới, chứ có sánh vai được với ai đâu. Việc không chịu thừa nhận cái sai của ông Hồ Chí Minh mà vơ tất cả những câu nói của ông Hồ làm khuôn vàng thước ngọc đã đưa đến kết quả thảm bại. Và ngày nay, trong lá thư gửi học sinh vào ngày khai trường năm 2023, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước vẫn dẫn lại câu nói rằng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác. Tới 79 năm sau, ông Võ Văn Thưởng lại nhai lại câu nói rằng sánh vai cùng cường quốc Nam Châu của ông Hồ đã nói từ rất lâu rồi. Lại một lần nữa, ông Chủ tịch nước vẫn không nhận ra vấn đề gốc rễ là ở đâu. Tại sao lại đặt kỳ vọng lên vai các em chưa trưởng thành, trong khi Đảng Cộng sản đang trao cho các em một nền giáo dục nhồi sọ, biến các em thành những người có tư tưởng nô lệ, chỉ biết phục tùng? Với chính sách giáo dục như vậy thì làm sao các em có thể đưa đất nước này sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu cho được? Xin hỏi ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rằng nếu ai đó tiêm vào người ông chất độc khiến ông phải nằm viện thì ông có gánh vác được gì hay không? Lúc đó ông gánh vác xác thân của ông còn không nổi thì ông gánh vác làm sao được chuyện khác? Vậy thì các em học sinh đã bị các ông tiêm vào người một nền giáo dục độc hại thì việc các em tự kiếm sống còn khó, nói gì đến gánh vác non sông này. Chẳng phải cử nhân chạy xe ôm công nghệ tràn lan, học sinh thì bỏ thi đại học đi làm cu ly ở nước ngoài, giáo viên thì bỏ dạy cũng đi làm lao động chân tay ở nước ngoài mới mong đổi đời đấy hay sao? Đấy là kết quả của một nền giáo dục rất độc hại. Ông không thấy, thưa ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Làm giáo dục kiểu này mà sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu thế nào cho được đây? Cách đây 79 năm, ông Hồ Chí Minh đã lừa cả dân tộc này về cái gọi là sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Thì nay, ông Võ Văn Thưởng lại giúp ông Hồ lừa tiếp. Dân tộc này đã bao nhiêu năm nhận nền giáo dục độc hại, và kết quả là lẹt đẹt bị thế giới văn minh bỏ ngày một xa hơn. Hiện nay, Mỹ muốn chuyển giao cho Việt Nam công nghệ làm chip, nhưng hỡi ôi, chất xám không đủ để mà đáp ứng. Nền giáo dục thì bệnh hoạn, khiếm khuyết do Đảng Cộng sản Việt Nam đặt lên dân tộc này đã khiến cho đất nước vuột mất rất nhiều cơ hội để mà tiến lên. Vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, ông Tô Lâm cho cấp phó thân cận của mình là Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia vào Bộ Giáo dục để bàn cách thông tư liên tịch ngăn cản học sinh, sinh viên tiếp nhận những kiến thức khai phóng từ nền giáo dục ở nước ngoài. Bộ Công an chính thức đã thọc bàn tay lông lá của họ vào giáo dục để kiểm soát tư tưởng học sinh, sinh viên, đặc biệt là những sinh viên nhận nền giáo dục ở nước ngoài. Ở Việt Nam không những công an trị nhân dân mà còn có công an trị giáo dục. Đấy là cách Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm. Họ làm thế thì làm sao Việt Nam có thể sánh vai các cường quốc năm châu cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sánh vai cùng cường quốc năm châu, Thượng Phụ Hồ thực hiện cú lừa thế kỷ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng chí nào thuốc đồng chí ta, bảo vệ Đảng làm gì để rồi ôm hận suối vàng. Vào năm 2006, Alexander Litvinenko, một cựu tình báo KGB của Nga bị nhiễm phóng xạ Polonium-210 sau khi uống trà xanh ở khách sạn tại London. Ông đã nhiễm bệnh và chết, cái chết bị nghi ngờ do Putin thực hiện. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận có liên quan tới vụ việc này. Sau đó, một thẩm phán cấp cao người Anh đã tiến hành điều tra và kết luận cựu nhân viên KGB Andre và một người Nga khác là Dmitry Kothun đã thực hiện vụ đầu độc. Đây là một nhiệm vụ mà vị thẩm phán cho rằng có thể được chỉ đạo bởi Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB. Cơ quan này thừa kế chính của KGB từ thời Liên Xô. Được biết Alexander đã phải bỏ chạy sang Anh xin tị nạn vì chống lại Putin. Alexander bị nhiễm phóng xạ Polonium-210. Có vẻ như Putin thích chơi trò hạ độc đối thủ. Vào tháng 10 năm 2012, Alexander, nhà hoạt động 44 tuổi người Nga, được phát hiện đã chết gần căn hộ cao cấp của ông tại một khu vực có cổng riêng bên ngoài London. Sau khi ông ra ngoài chạy bộ và trở về, phía Anh đã điều tra và kết luận ông Beretti trước đó đã ăn một bát súp lớn có me chua, một món ăn phổ biến của Nga. Cũng giống như cái chết của Alexander, Điện Kremlin phủ nhận liên quan đến cái chết của ông Beretti. Ngoài những vụ đầu độc thì mới đây vụ bắn hạ máy bay chở khách và đặc biệt là chuyến bay chuyên dụng do máy bay riêng của người trùm tổ chức lính đánh thuê Wagner sở hữu. Đây là những vụ điển hình trong trò chơi chính trị của một nước độc tài. Những cuộc thanh trừng xảy ra bên ngoài nước Nga hoặc quá lộ liễu nên được công luận biết đến. Còn ở Trung Quốc thì kiếm tiếng hơn, nhưng có vụ nổi tiếng là vụ sát hại ông Lâm Bưu, người từng được xem là nhân vật số 2 sau Mao Trạch Đông. Lâm Bưu đã bỏ trốn, bị truy sát và chết trong một tai nạn máy bay. Đối với các nước độc tài, việc giết nhau, lật đổ nhau để tranh quyền đoạt lợi là chuyện bình thường. Ở các nước này, nếu không dùng đảo chính quân sự thì họ chơi trò giết nhau như thế. Ở Việt Nam, từ lâu đã có những cái chết đáng ngờ, như cái chết của ông Dương Bạch Mai từ năm 1964. Tuy nhiên, từ khi Putin dùng chất phóng xạ đầu độc những người đối lập thì dường như trò chơi ngày nay phổ biến tại Việt Nam là như vậy. Và triệu chứng bị nhiễm phóng xạ Polonium-210 được cho là khá giống với bệnh ung thư, nên việc dùng chiêu thức hạ độc đối thủ bằng chất phóng xạ này rất dễ đổ lỗi cho bệnh ung thư và khó khám nghiệm ra được khi mà nó xảy ra nhiều tháng sau đó. Chồng ông Nguyễn Chí Vịnh hiện nay không khác mấy so với ông Alexander. Điệp viên Alexander đã bị nhiễm độc tại Anh Quốc nên sự việc mới bị phơi ánh sáng là nhiễm phóng xạ chứ không phải ung thư gì cả. Giả sử ông Alexander mà bị trên lãnh thổ của Nga thì thế giới sẽ mãi mãi không biết trò đầu độc này của Putin đã ra tay như thế nào. Công nghệ đầu độc bằng phóng xạ được xem như là công nghệ cao mà trong đó Nga và Trung Quốc nắm trong tay loại chất độc khó kiếm này. Các quan chức Việt Nam như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành đều ngã bệnh sau khi các ông này đi thăm Trung Quốc trở về. Không biết phía Trung Quốc có ai đó đã giúp đầu độc những người này hay không. Bởi đây là bí mật nên chỉ có thể đặt nghi vấn chứ không thể chứng minh. Những ông quan Việt Nam ngã bệnh rồi chết không phải là những người tị nạn ở nước ngoài, nên sự thật mãi mãi bị chôn giấu chứ không được công bố công khai như cố điệp viên Alexander, chết tại London vào năm 2006. Nếu Trung Quốc ra tay đối với các trường hợp vừa kể trên thì có thể nói gã khổng lồ phương Bắc đã nhúng tay quá sâu vào nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nằm trên giường được cho là ông Nguyễn Chí Vịnh, một tướng quân đội của Việt Nam. Mới đây, cộng đồng mạng lại tung ảnh được cho là tướng Nguyễn Chí Vịnh nằm trên giường bệnh. Trong ảnh, ông Vịnh trông chẳng khác gì Alexander hay ông Nguyễn Bá Thanh trước lúc đó cũng lên giường bệnh. Có thể ông Vịnh là người kế tiếp sẽ ra đi sau ông Lê Văn Thành theo cách thức này. Và ông Vịnh cũng sẽ như những ông khác, sẽ mang theo bí mật xuống mỏ. Dân nghi ngờ các ông bị đầu độc, nhưng chính quyền thì không thông báo bị ung thư, hay nói chung chung là nhiễm virus lạ hoặc bị bệnh hiểm nghèo. Thế là xong. Trò chơi của thế giới độc tài là như vậy. Những năm gần đây, người Cộng sản Việt Nam thuốc nhau ngày càng nhiều. Đây được xem là cách giải quyết bế tắc trong các cuộc đấu đá với nhau. Những người bị ngã bệnh bí ẩn như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành và giờ thì đến ông Nguyễn Chí Vịnh, họ luôn bảo vệ Đảng Cộng sản. Nhưng họ đâu có biết rằng cái đảng ấy sẽ nghiền nát họ theo cách dã man nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đồng chí nào thuốc đồng chí ta, bảo vệ đảng làm gì để rồi ôm hận suốt đời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de